Có lẽ tới những phút này thì việc đưa bóng càng xa vòng cấm của các cầu thủ Honda là càng tốt. Hoàng Việt xử lý là hơi chậm ở đây rồi. Tấu hai rồi. Như vậy là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Honda. À, những phút cuối thì các cầu thủ Honda không phải làm việc nhiều. Thủ thành Hoàng Việt đã làm tất rồi. Chúng ta sẽ cùng quay lại pha bóng này. Pha xử lý rất ẩu tới từ Hoàng Việt. Nhịp 1, nhịp 2 và nhịp 3 Hoàng Việt để lỗi cả 3 nhịp. Không kịp sửa một nhịp nào hết. Và 2-0 dành cho Honda. Pha xử lý là quyết đoán. Được chuyển về của Quý Chảy. Vẫn là tình huống tấu hài tới từ Hoàng Việt và cơ hội dành cho thủ VinFast. Khán giả chúng ta đang được có được những phút giải trí ở trong những phút vừa qua. Các khán giả trên sân 19/8 đang có được những phút giải trí là khá hữu ích ở phút vừa qua và Quý Chảy khóc luôn. Em ơi, em chơi thế này là em giết anh rồi. Đấy là tôi việt xúc lại những lời Quý Chảy vừa nói. Mặt Quý Chảy nhăn như quả táo tàu. Đang bị tâm lý tới từ thủ thành Hoàng Việt nha anh em. Bị tâm lý. Những tình huống xử lý lỗi là mà ở những phút cuối trận này quá căng. Hoàng Việt tâm lý là cũng đúng. Bóng bổng. Dứt điểm ngay. Lần này thì Hoàng Việt đã làm tốt. Bao đường mòn.
mình một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây.